chào các bạn, mình là Thanh Hằng. Hiện tại thì đến thời điểm này mình đã sinh bé đầu tiên được 1 tháng rồi. Trộm vía thì nhờ sự quan tâm chăm sóc của cả hai bên gia đình thì mình cảm thấy tinh thần cũng như là cơ thể rất là khỏe khoắn và thoải mái. Không chỉ sức khỏe được hồi phục nhanh chóng sau quá trình vượt cạn vất vả, mà vóc dáng của mình cũng được cải thiện đáng kể khi đã giảm được 26cm số đo cả 3 vòng. Chăm sóc cơ thể và kiêng cữ sau sinh đúng cách là điều mà bất cứ mẹ bỉm sữa nào cũng cần đặc biệt lưu ý. Mình tin rằng với chất lượng dịch vụ chăm sóc mẹ bé toàn diện tại Bảo Hà Spa chắc chắn sẽ không làm các mẹ thất vọng. Các mẹ hãy trải nghiệm dịch vụ chăm sóc mẹ bé từ bầu cho tới sau sinh tại Bảo Hà Spa để cảm nhận sự khỏe khoắn, da sáng dáng khỏe như Hằng nhé.